Bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu đến phần bay. Phần bay này gần giống như phần post, nhưng nó sẽ có một số sự khác biệt nho nhỏ với phần post. Đầu tiên, chúng ta sẽ nhấn vào phần Add New, có nghĩa là thêm một trang mới. Một trang mới ở đây có nghĩa là gì? Ví dụ chúng ta đi ra phía ngoài, ở đây chúng ta có một cái phần đó là Symbol Bay. Chúng ta nhấn vào thì nó hiển thị một cái phần nội dung riêng lẻ. Còn khi chúng ta nhấn vào phần công nghệ thì chúng ta sẽ liệt kê ra được những cái bài viết. Và những cái bài viết này là chúng ta ép vào phần bột. Vậy thì phần bay của chúng ta trên thực tế nó sẽ làm những gì? Bây giờ tôi sẽ đưa ra một cái ví dụ nhỏ để các bạn thấy được cái phần bay của chúng ta. Nếu đây là một trang web của công ty, thì chúng ta sẽ cần giới thiệu về công ty chúng ta. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ phải tạo ra một cái menu trên này được gọi là giới thiệu. Vậy thì chúng ta sẽ nhấn vào đây và chúng ta ghi giới thiệu. Và cái mục giới thiệu này chắc chắn chúng ta sẽ không viết dài được vì cũng chả có cái gì mà để viết dài. Vậy thì tôi sẽ lấy một cái nội dung nào đó tôi đưa vào cái phần này. Tôi sẽ mở cái bài viết lên. Tôi sẽ đi vào phần ứng dụng di động, tôi lấy lại một cái bài viết. Đây là một bài viết của chúng ta. Lúc này chúng ta sẽ chỉ lấy cái phần nội dung ở phía dưới mà thôi. Chúng ta copy. Sau đó chúng ta nhấn vào đây. Chúng ta Ctrl V. Vậy là các bạn đã nhìn thấy chúng ta đưa vào. Và các bạn hãy tưởng tượng đây là cái phần giới thiệu về công ty của chúng ta. Sau khi chúng ta đã tạo xong cái nội dung cho phần giới thiệu thì chúng ta bấm Public. Bây giờ chúng ta hãy refresh cái trang chủ của chúng ta. Các bạn nhìn thấy không hề có cái bài viết mà chúng ta vừa đưa lên. Vậy thì lúc này chúng ta muốn cho mọi người thấy được cái bài viết mà chúng ta viết ở trong phần bay, chúng ta sẽ cần tạo ra một cái menu ở phía trên này. Để tạo menu thì chúng ta sẽ vào phần Appearance. Chúng ta chọn phần Menu. Lúc này các bạn nhìn thấy ở trong cái lock bay này nó xuất hiện phần giới thiệu. Vậy thì chúng ta muốn đưa cái phần giới thiệu này vào cái phần menu của chúng ta. Chúng ta chỉ nhấn vào đây và chúng ta nhấn Add Menu. Các bạn đã nhìn thấy cái mục giới thiệu của chúng ta đã xuất hiện. Lúc này tôi sẽ kéo nó lên phía trên. Và các bạn nhìn thấy ở phía bên này của chúng ta là bay. Chúng ta nhấn xuống. Chúng ta có thể thay đổi cái nhãn này. Ví dụ tôi kêu là giới thiệu công ty. Rồi. Sau đó tôi sẽ bấm Save Menu. Chúng ta hãy refresh ở phía ngoài lại. Các bạn nhìn thấy một cái phần gọi là giới thiệu công ty đã xuất hiện. Khi chúng ta nhấn vào nó hiển thị ra cái thông tin của cái bay mà chúng ta đã tạo ở trong cái phần bay của chúng ta. Vậy thì nếu chúng ta muốn bỏ đi phần Symbol Bay, việc đơn giản của chúng ta chỉ là đi vào trong phần menu. Sau đó chúng ta nhấn xuống và chúng ta bấm Remove. Sau đó chúng ta bấm Save Menu. Chúng ta hãy refresh lại trang chủ. Các bạn đã nhìn thấy chúng ta đã biến mất phần Symbol Bay. Vậy thì lúc này khi giới thiệu công ty, ngoài việc thông tin công ty chúng ta thành lập như thế nào thì chúng ta cần phải giới thiệu đến các cái lĩnh vực như là nhân sự, rồi tiếp đó là định hướng phát triển, tiếp đó là các dịch vụ mà công ty của chúng ta sẽ cung cấp. Nhưng về phần dịch vụ thì chúng ta có thể tạo ra một cái menu khác. Ví dụ bây giờ tôi sẽ tạo ra cái phần dịch vụ. Vậy tôi sẽ đi vào phần bay. Lúc này tôi sẽ nhấn F7. Và đây chúng ta đưa vào dịch vụ. Và chúng ta cũng lấy một phần nội dung chúng ta đưa vào. Thì các bạn thấy đây là phần dịch vụ. Và chúng ta lưu nó lại. Lúc này chúng ta sẽ refresh lại cái phần menu này.
Các bạn đã nhìn thấy phần dịch vụ của chúng ta xuất hiện và chúng ta nhấn vào dịch vụ. Chúng ta nhấn Add to Menu. Chúng ta kéo dưới thì các bạn nhìn thấy đây là phần dịch vụ. Chúng ta kéo nó lên phía trên. Và chúng ta bấm Save Menu. Tiếp đó chúng ta refresh ở phía ngoài. Các bạn đã nhìn thấy phần dịch vụ xuất hiện. Chúng ta nhấn vào đây. Và phần dịch vụ của chúng ta đã hiển thị. Khi xem đến phần này thì có một số bạn sẽ hỏi như sau. Ở trong cái phần menu giới thiệu này, tôi muốn khi hơi chuột lên sẽ hiển thị ra những menu con giống bên phần công nghệ. Menu con của chúng ta sẽ là phần nhân viên, có nghĩa là giới thiệu về nhân sự của công ty. Tiếp đó là phần định hướng phát triển. Vậy thì chúng ta sẽ thực hiện như thế nào? Chúng ta tiếp tục vào phần bay. Chúng ta nhấn Add New. Ở đây chúng ta sẽ gõ nhân sự. Và chúng ta cũng đưa nội dung vào trong phần này. Lúc này chúng ta hãy chọn ở phía bên hông của chúng ta là nó sẽ là con của cái trang nào. Thì bây giờ chúng ta muốn nó là con của phần giới thiệu thì chúng ta chỉ cần chọn vào phần Bay Attribute. Sau đó chúng ta bấm Public. Chúng ta hãy refresh lại cái phần menu. Các bạn nhìn thấy lúc này nó mới hiển thị vào đây thôi, chứ nó chưa có hiển thị vào cái phần menu của chúng ta. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy chọn vào đây. Chúng ta bấm Add Menu. Tiếp đó chúng ta kéo nó lên và cho nó nằm ở phía dưới của phần nhân sự, nhưng nó là con của phần nhân sự. Chúng ta bấm Save Menu. Tiếp đó chúng ta hãy refresh ngoài trang chủ. Các bạn đã nhìn thấy một cái mũi tên chọn xuống ở phần này và khi chúng ta đưa vào thì các bạn nhìn thấy chữ nhân sự. Chúng ta nhấn vào phần nhân sự để chúng ta thấy. Nó đã hiển thị ra trang nhân sự của chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái trang nữa. Trang này nói về định hướng phát triển của công ty chúng ta. Chúng ta bấm Add New. Sau đó chúng ta gõ định hướng phát triển. Chúng ta đưa nội dung vào. Và chúng ta có thể sắp xếp nó ở đây, có nghĩa là nó là con của phần giới thiệu. Chúng ta sắp xếp như thế này để làm gì? Để khi chúng ta đi vào cái mục menu của chúng ta sẽ dễ thấy hơn là chúng ta để cho nó ngang hàng với nhau thì lúc đó chúng ta sẽ khó tìm. Khi chúng ta có quá nhiều trang mà cách chúng ta sắp xếp không tốt thì lúc đó chúng ta sẽ dễ nhầm lẫn. Vì vậy, ngay từ ban đầu khi các bạn làm thì các bạn cần phải có một kế hoạch cũng như cái cách trình bày ở trong phần quản lý của admin làm sao cho rõ ràng để khi chúng ta làm thì chúng ta có thể làm nhanh hơn hoặc khi chúng ta bàn giao cho một người nọ đó quản lý cũng dễ dàng hơn. Vậy là khi chúng ta ép cái trang này vào, nó sẽ hiển thị ở phía dưới phần nhân sự và nó là con của phần giới thiệu. Chúng ta hãy bấm Public. Chúng ta hãy refresh lại phần menu. Các bạn đã thấy định hướng phát triển đã xuất hiện ở phần con của phần giới thiệu. Chúng ta nhấn vào đây và chúng ta nhấn Add Menu. Lúc này nó đã có, chúng ta kéo lên. Sau đó chúng ta bấm Save Menu. Chúng ta hãy refresh lại ngoài trang chủ. Chúng ta hơi chuột lên thì các bạn đã thấy chúng ta có thêm trang định hướng phát triển. Chúng ta nhấn vào. Nó đã hiển thị ra thông tin. Vậy qua những cái ví dụ này, các bạn đã hiểu rằng cái phần bay này nó khác phần post ở chỗ nào. Phần post của chúng ta là nó sẽ giúp cho chúng ta tạo ra một cái tập hợp những cái bài viết cùng một chuyên mục. Còn phần bay là những cái trang riêng lẻ. Khi chúng ta nhấn vào nó thì nó sẽ hiển thị thông tin đầy đủ. Bây giờ chúng ta hãy thử một phần. Lúc này chúng ta sẽ sử dụng cái tool của editor bằng cách chúng ta nhấn vào đây. Và chúng ta đưa vào phần Insert Read More. Sau đó chúng ta bấm Update. Chúng ta refresh lại cái trang định hướng phát triển. Các bạn nhìn thấy không có tác dụng gì cả.
Vậy phần Rigmor của chúng ta nó không có tác dụng với trang này, vì chúng ta hãy nhấn ra ngoài phần Book Shopping. Các bạn thấy cũng không có tác dụng gì hết. Chúng ta nhấn lại vào phần công ty. Sau đó các bạn thấy bình thường. Tiếp đó là chúng ta nhấn vào định hướng phát triển. Tuy có phần Rigmor khi chúng ta sử dụng tool ở đây, nhưng nó không tác động lên phần pay. Vậy là đây là một điểm khác nữa của phần pay và phần post. Chúng ta có thể sử dụng những cái tập tin ở trong cái thư viện media này bằng cách nhấn Add Media. Tôi sẽ chọn một cái hình bất kỳ. Tôi nhấn Insert into Page. Vậy thì các bạn đã nhìn thấy cái hình của chúng ta đưa vào. Chúng ta bấm Update. Và chúng ta hãy refresh nó lại. Các bạn đã thấy hình đã hiển thị. Vậy là đây là một cái điểm giống với cái phần post của chúng ta. Chúng ta hãy xem những phần nào giống phần post. Thứ nhất, cái khối public này rất là giống phần post và chức năng của nó cũng tương tự. Thứ hai, cái phần future email này nó cũng giống phần post. Vậy thì lúc này chúng ta hãy nhấn và chúng ta delete cái hình này đi. Sau đó chúng ta đưa cái hình vào set future email để xem nó hiện cái gì và hiện ở đâu. Chúng ta bỏ phần này đi luôn. Chúng ta nhấn vào future email. Chọn cái hình này. Sau đó chúng ta bấm update. Lúc này chúng ta hãy refresh lại cái trang định hướng phát triển. Các bạn nhìn thấy cái hình của chúng ta nó sẽ hiển thị ở phía trên này và nó hiển thị tương đối giống với cái phần ở trong công nghệ. Vì lúc này cái theme của chúng ta nó quyết định cái hình future nằm ở chỗ nào. Vậy là chúng ta đã hiểu được phần set future. Trong phần này có một phần khác ở đây. Chúng ta thấy by attribute. Khi chúng ta chọn parent thì lúc này các cái bay nó sẽ liệt kê theo cái dạng cha con để chúng ta dễ thấy. Nó liệt kê nhưng nó chưa hiển thị ra. Để hiển thị ra thì chúng ta cần phải add nó vào cái menu. Vậy thì lúc này các bạn đã thấy một vấn đề. Post có thể hiển thị thẳng ra phía ngoài trang chủ, nhưng bay thì không hiển thị ra ngoài trang chủ. Tiếp theo, muốn hiển thị liệt kê thì lúc này chúng ta phải tạo ra các query và add vào trong phần menu. Còn các phần pay chúng ta cũng phải tạo ra những cái trang, sau đó chúng ta add vào phần menu. Vậy chúng ta sẽ chia làm 3 phần. Thứ nhất là post, thứ hai là pay và thứ ba là menu. Chúng ta tạo post, tạo pay, sau đó chúng ta mới add nó vào menu. Vậy là các bạn đã hiểu được một phần nào đó của phần menu. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái phần new pay. Các bạn đã hiểu được phần parent. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn cái phần template. Template ở đây có nghĩa là gì? Lúc cái trang này hiển thị ra thì nó sẽ hiển thị theo kiểu nào? Ví dụ, định hướng phát triển của chúng ta đang hiển thị như thế này. Bây giờ chúng ta hãy chọn một cái kiểu template. Ở đây chúng ta đang sử dụng default template. Chúng ta hãy nhấn xuống cái thứ hai và chúng ta bấm update. Lúc này chúng ta quay trở về, chúng ta nhấn home shopping. Tiếp đó chúng ta vào lại định hướng phát triển. Các bạn nhìn thấy một cái cách hiển thị rất là lạ. Và ở đây của chúng ta chính là cái phần định hướng phát triển, nhưng cái phần nội dung của nó thì không hiển thị ra. Vậy thì lúc này khi chúng ta chọn cái phần template, tùy vào cái định dạng của cái phần template này nó mới hiển thị được. Lúc này chúng ta hãy sử dụng Full Width Page và chúng ta bấm Update. Sau đó chúng ta hãy refresh cái phần này lại. Các bạn thấy nó hiển thị trở lại bình thường. Vậy thì lúc này chúng ta không thấy cái sự thay đổi nào của cái phần template này. Bởi vì cái phần template này ảnh hưởng bởi cái theme của chúng ta. Và cái theme của chúng ta nó đã định dạng sẵn như thế rồi, và chúng ta chỉ có cách là chấp nhận phải sử dụng cái theme. Khi nào các bạn có đủ kiến thức thì các bạn có thể sửa lại cái theme này.
làm sao cho cái trang của bạn hiển thị nó phù hợp. Vậy là chúng ta đã hiểu được phần bay attribute. Chúng ta kéo lên phía trên, chúng ta nhấn vào Share option. Ở trong phần này các bạn lại nhìn thấy những phần quen thuộc hiển thị ra cái lock chỉnh sửa của trang này. Tiếp theo phần Custom Field. Custom Field là bổ sung thêm những cái cột vào trong cái phần bay này. Tiếp theo là phần Discussion. Discussion là cái mục thảo luận giống như phần Post. Comment là phần bình luận của chúng ta. Phần này là cái phần giá trị nằm ở trên thanh địa chỉ. Tiếp đó phần Author là cho chúng ta lựa chọn cái user nào viết bài này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu đến phần Custom Field. Lúc này tôi sẽ nhấn vào đây. Tôi kéo xuống dưới. Thì các bạn nhìn thấy có một phần Add New Custom Field. Chúng ta muốn tạo ra, chúng ta nhấn xuống thì nó có một cái phần, một cái tên. Nhưng lúc này chúng ta sẽ không tạo cái tên này. Ví dụ tôi sẽ bổ sung vào đây một cái giá trị mới. Ví dụ tôi bổ sung là năm 2015. Lúc này chúng ta đang nói về cái định hướng phát triển của công ty. Vì vậy, trong năm 2015 sẽ phát triển những phần nào? Ví dụ như phát triển sản phẩm A. Tiếp đó chúng ta muốn bổ sung thêm thì chúng ta nhấn thêm Add Custom Field. Lúc này các bạn nhìn thấy nó tạo ra một cái vùng mới cho chúng ta. Chúng ta ghi thêm năm 2016 phát triển sản phẩm B. Chúng ta muốn tạo ra một cái thuộc tính nữa cho cái bay này thì chúng ta nhấn vào Add Custom Field. Các bạn nhìn thấy hai phần này đã hiển thị, phần 2015, 2016. Nếu chúng ta muốn chỉnh sửa thì chúng ta chỉ cần thay đổi giá trị ở đây, thay đổi giá trị ở đây và chúng ta bấm Update. Còn nếu chúng ta muốn xóa thì chúng ta bấm Delete. Vậy thì lúc này chúng ta hãy lưu lại cái bay này. Và chúng ta hãy thử refresh để xem có gì xuất hiện hay không. Chúng ta kéo xuống. Các bạn nhìn thấy không có một cái gì xuất hiện ở trong phần này. Thực sự, để xuất hiện những cái thuộc tính chúng ta bổ sung thì lúc này chúng ta phải đi vào cái theme mà chúng ta đang sử dụng và chúng ta mở mã nguồn lên, thêm một số cái đoạn mã vào trong cái theme đó thì nó mới hiển thị cho chúng ta hai cái cột là năm 2015 và năm 2016. Thì bên cạnh đó chúng ta sẽ có cái giá trị tương ứng với cái cột năm 2015 sẽ là phát triển sản phẩm A, năm 2016 là phát triển sản phẩm B. Cái phần này nó liên quan tới code và giao diện thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn sau. Vậy là các bạn đã hiểu được cái phần Add New trong phần bay và cách sử dụng nó cũng gần tương tự như phần Post. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu phần On Bay.